mày gây ra chuyện mà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra à? Em không làm cho anh Hiếu bị như thế. Không trực tiếp nhưng cũng vì mày mà vợ chồng bạn tao lục đục rắc rối, ảnh hưởng cả tinh thần lẫn sức khỏe. Vậy các chị muốn em phải làm gì? Đền bù chắc? Cách tốt nhất là mày đừng có mặt ở trong xóm trọ này nữa. Chị không có quyền đòi hỏi em phải làm gì. Có đấy, nếu mày không tự nguyện, các chị mày sẽ nói chuyện với anh Hùng. Muộn nhất là hết tháng này mày phải chuyển đi. Em không làm theo thì sao? Bọn trẻ danh chúng mày, đừng đưa ra cái luận điệu. Làm những điều mình thích, sống theo cách của mình. Nếu cách đấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác thì phải dừng lại, vì đó là ích kỷ. À, ui ui, bị thừa, giả vờ. Già lắm rồi, nằm một chỗ để vợ chăm này, phế thật. Còn lâu mới già, nói chuyện với gái em mắt một tít lắm. Tít được một tít, đấy người ta gọi là đáng yêu. Thế cho nên vợ mình mới bế, mình bế giữ chặt thế chứ nhé. Anh định trêu tức em có đúng không? Không, thôi. Sợ vợ tức lắm rồi. Này, nhưng mà chính ra nhá, hay tức này, hay ghen này là yêu chồng cực ấy, chị nhờ. Chứ bây giờ mà không nói gì là gãy. Bao nhiêu chỗ không hẹn, hẹn ra đây làm gì cho nó nắng nôi. Thế nào, xong chưa? Xong rồi thì sao? Chưa xong thì sao? Cậu đến đây làm gì? Trước tiên tôi muốn anh trả lời một số câu hỏi. Hỏi gì về công ty? Anh là ai? Tại sao ngồi lên xe tôi? Vũ Văn Mến. Tôi không quen biết anh, cũng không có nhu cầu nói chuyện với anh. Mời anh xuống. Thì tao cũng không có nhu cầu nói chuyện với mày. Giờ mà về quê nhá, không kiếm được cái hồ to thì mình vẫn tìm được cái ao nhỏ. Nó cũng chẳng giàu đâu, nhưng mà vẫn có cái để đút vào mồm. Một mình anh một cây làm chẳng lên non, nhưng chập thêm mày nữa thì cứ bon bon chạy dài. Chạy dài. Mà kể cả không chạy dài, chạy ngắn được, miễn là có anh có em. Làm gì mà tính sớm thế. Mấy hôm nữa em khỏe thì em mới đi làm bảo vệ. Nhưng nó ít tí cũng được anh ạ, nhưng nó ổn định. Mày mất việc rồi đấy. Thằng Năm nó bảo mày nghỉ được một hôm là người ta tìm người khác thay luôn rồi. Thế tao mới phải tính đường lui cho mày, cho cả con Hoài nữa.